Chào mừng các bạn đến với Xạ Đai Shiroi Hokkaido, Nhật Bản. Hiện mình đang ở Gochisote, một nhà hàng chuyên về hamburger và bít tết. Nhà hàng mới được xây dựng lại vào năm 2019. Sự kết hợp hài hòa giữa vật liệu bằng gỗ và cách bài trí nội thất theo phong cách giản dị của nhà hàng cùng tông màu gỗ vàng tự nhiên tạo cảm giác ấm áp và thân thiện. Thiết kế trần cao giúp không gian trở nên rộng mở. Điều này làm mình cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu khi tới đây. Khi mới vào nhà hàng, mình đã được nhân viên ở đây giải thích rất cẩn thận và chi tiết về menu của quán. Menu của quán rất đa dạng, gồm các món hamburger, bít tết, tráng miệng và đồ uống. Điều mà mình ấn tượng là menu có hình ảnh các món ăn rất bắt mắt, sự kết hợp giữa các màu sắc trong các món ăn rất đẹp. Khi bước vào quán thì điều đầu tiên mình thấy là thái độ phục vụ của nhân viên ở đây rất là lịch sự. Và điều đấy tạo cảm giác cho mình rằng mình đang đi vào một nhà hàng sang trọng. Món ăn được làm sau khi khách gọi đồ và phục vụ trên chảo rán nên giữ được độ nóng rất lâu. Tất cả hamburger hay bít tết ở đây đều được chế biến từ thịt bò đen Nhật Bản nuôi tại trang trại Iwasaki. Trang trại Iwasaki bắt đầu nuôi giống bò đen Nhật Bản từ năm 1973 và đã được chứng nhận bởi Hội đồng Xúc tiến Thương hiệu Thịt bò Shiroi. Bò được nuôi tại trang trại bằng men bia và gạo đã được chọn lọc kỹ càng để có thể có được chất lượng thịt mềm và ngon. Wow, đây là một món ăn có màu sắc rất bắt mắt, khiến cho mình cảm thấy rất vui. Nó làm mình nghĩ tới thiên nhiên tươi đẹp. Thời gian để quán chuẩn bị nước sốt demi-glace này là 2 ngày, một khoảng thời gian đủ để mình nhận ra được tâm huyết của đầu bếp khi nấu món ăn này. Trứng được rán một mặt nên lòng đỏ trứng còn tươi nguyên và mình thấy rất thú vị và kích thích vị giác khi lòng đỏ trứng chảy dần dần hòa cùng với nước sốt. Nước sốt demi-glace có vị chua và ngọt, vị chua nhiều hơn. Và cái lòng vừa nãy lòng đỏ trứng gà đã bị rơi, tức là hòa trộn với cái nước sốt nên là có vị ngậy của lòng đỏ trứng gà. Hamburger rất là mềm và có nhiều nước sốt thịt ngọt và có vị đặc trưng của cái con đặc trưng của thịt bò xịt hôi. Nó không hề bị sơ một chút nào, các bạn được rán tương đối kỹ và hơi chè chén một chút nên là cái bên ngoài của nó có vị giòn giòn. Wow, bánh mì trông rất là giòn và có mùi thơm rất dễ chịu. Và quả thực rất là giòn. Bánh mì hơi mặn một chút. Và khi chấm với cái nước sốt là nước demi glace hơi chua chua và mặn ngọt này thì tạo thành một cái mùi vị rất là thơm ngon. Bánh phô mát trắng muốt gợi mình nhớ tới những bông tuyết đầu mùa của Hokkaido rơi trên nền cỏ xanh. Mình thích cái vị bánh này. Nó có vị chua chua. Cảm giác hơi giống sữa chua một chút. Và có vị béo ngậy của bánh kem. Mì phía dưới này thì rất là giòn. Đến với Gochisote, bạn sẽ được phục vụ hết sức tận tình, được thưởng thức những món ăn ngon làm từ thịt bò có chất lượng cao, được nuôi tại trang trại Iwasaki với mức giá hết sức phải chăng. Cảm ơn các bạn đã xem video.